Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm bản đồ này nè các bạn. Rồi, mình mua cái bản đồ Việt Nam này ở đây nha các bạn. Giờ mình xáo trộn nó. Đầu tiên mình phải xếp từ phía Bắc sang phía Nam. Đầu tiên là Hà Giang nè. Tiếp theo, đầu tiên là Hà Giang trên đây. Các bạn có thể nhìn thấy được luôn. Rồi, Lào Cai bên phía tay trái. Rồi, đến Lai Châu. Đây là các tỉnh miền Bắc nha các bạn. Và đây là Điện Biên, còn gọi là Điện Biên Phủ. Rồi, xuống dưới là Sơn La. Sơn La nè các bạn. Đó, vừa khít luôn. Rồi, tiếp theo là đến Yên Bái. Tiếp theo mình phải tìm tỉnh Hòa Bình trước. Hòa Bình đâu nha? Hòa Bình đây rồi. Và đây là Hòa Bình. Rất là tuyệt đẹp. Tiếp theo mình sẽ gấp Thanh Hóa. Rồi xuống Nghệ An. Rồi sau đó mình sẽ gấp mấy cái tỉnh miền Bắc luôn cho nó xong luôn. Mình sẽ có những tỉnh miền Bắc nè. Tỉnh miền Bắc có rất là nhiều tỉnh miền Bắc luôn đó nha các bạn. Tiếp theo là xe đến Yên Bái là đến Tuyên Quang. Tuyên Quang hả? Tuyên Quang đây. Ráp lên trên đây. Rồi đến Bắc Cạn. Tiếp theo là Thái Nguyên với lại Bắc Giang. Đây rồi. Đây nè. Thái Nguyên với Bắc Giang. Rồi đến Cao Bằng. Cao Bằng ở bên cạnh Hà Giang nha các bạn. Tình trạng hơi rối loạn tí nè. Rồi. Rồi giờ đến Cao Bằng. Xếp vào đây. Như thế này. Rồi đến Hà Nội, Phú Quốc. Không phải, Hà Nội, Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Rồi, cho đến Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng. Xuống dưới một tí là Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định và Thái Bình. Xếp được rồi. Mình phải chỉnh lại một chút cho nó cân bằng. Mình sắp xong miền Bắc rồi.
Giờ mình có thể cho Thái Nguyên và Bắc Giang vào đây. Rồi. Sau đó mình sẽ đến Quảng Ninh. Quảng Ninh đâu? Quảng Ninh đây. Lạng Sơn. Lạng Sơn này các bạn. Đây là Lạng Sơn của chúng ta. Rồi, mình đã xếp xong miền Bắc rồi. Giờ đến miền Trung. Không phải. Lấy tỉnh Hà Tĩnh rồi đến Quảng Bình. Rồi cho đó Quảng Trị. Đến Thừa Thiên Huế. Đến Thừa Thiên Huế này các bạn. Có thể thêm Đà Nẵng với Quảng Nam vô được. Rồi cho mấy tỉnh Tây Nguyên như Kon Tum nè, rồi Gia Lai nè, rồi mình sẽ đến Quảng Ngãi đây. Không phải. Bến Bình không. Đắk Nông nè. Lộn, Đắk Lắk các bạn ơi. Rồi đến Đắk Nông nè. Rồi mới đến Lâm Đồng nè. Các bạn chờ mình sửa máy quay một tí. Nó bị cong rồi nè. Sau đó mình sẽ ráp thêm vào. Khánh Hòa đặt ở đây. Bình Định đặt ở trên đây. Rồi, sau đó mình sẽ đến Ninh Thuận ở dưới Khánh Hòa. Đây nè, đây là bản đồ Việt Nam của mình nha các bạn. Cái máy quay cho nó dài hơn. Rồi. Nó xong xuôi. Khánh Hòa, tỉnh Phú Yên. Đã xong. Rồi đến Bình Thuận. Rồi đến Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu và Bình Dương. Rồi đến Long An. Long An xong rồi phải đến Bình Phước. Rồi đến Tây Ninh. Rồi sau đó đến Tiền Giang ở Bến Tre. Mình đang tìm chỗ
Rồi đây là rồi đến An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ. Đến Kiên Giang. Rồi sau đó đến Cà Mau. Rồi đến Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Hết xong rồi. Chỉ cần mỗi Vĩnh Long và Trà Vinh vào đó. Đã xong Đồng Bằng sông Cửu Long. Giờ mình đã xong nước Việt Nam rồi nha các bạn. Và còn hai quần đảo nữa. Mình sẽ đặt ở Đà Nẵng, ở Khánh Hòa. Đã xong. Đây là bản đồ của Việt Nam mình làm nè.